Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Và để giúp quý vị khán giả cập nhật những xu hướng mới nhất trong thế giới trang điểm, hôm nay chương trình đã mời đến hai vị khách mời, đó chính là chuyên gia trang điểm Tony Nguyễn. Xin chào quý khán giả của chương trình Nào Cùng Phong Cách. Và giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Chào Tony, chào Minh Đức. Hiện tại ở trên thế giới đang có những xu hướng trang điểm nào nổi bật trong năm nay nhỉ? Hai vị khách mời có thể chia sẻ quan điểm chuyên môn. Xu hướng trang điểm nó cũng phân rõ, gọi là makeup artist, những chuyên gia trang điểm họ thể hiện tác phẩm của mình, đúng không ạ? Đủ mọi ý tưởng sẽ bám sát theo xu hướng thời trang, ví dụ là những màu nổi bật này, ví dụ những màu rất là lạ đánh ở trên mắt. Chúng ta thấy ở trong rất là nhiều tuần lễ thời trang hiện giờ người ta đang sử dụng. Tiếp đến là chúng ta có thể nhìn thấy nữa là những cái tông màu ở trong make up sân khấu, mọi người dùng rất nhiều màu mạnh. Đấy là một cái sự khác biệt mà tôi nhìn thấy so với những năm trước. Và dĩ nhiên rồi, những cái xu hướng ví dụ như là giống như là về graphic, là đồ họa thì cũng được áp dụng trong trang điểm. Hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy một thứ đối ngược lại với sàn diễn là ở trong đời thường. Thường thì xu hướng năm nay có thể là người ta sử dụng ánh màu, ánh sáng dạ quang. Khi là mình lên sân khấu thì mình, ánh sáng nó sẽ chiếu vào thì màu nó sẽ khác đi. Đang là một đồng cộng dụng xu hướng mới đấy. Gọi là dual chrome đúng không nhỉ? Trong tiếng Anh. Tôi còn thấy nữa, cái điều chúng ta cần phải nhắc lại là cái trang điểm ở ngoài cuộc sống thì hoàn toàn khác biệt, nó cũng có xu hướng. Và cái xu hướng mình nhìn thấy rõ rệt nhất là những cái tông màu tôi hay gọi là màu tự nhiên. Những tông màu như kiểu màu của trái đất, màu nâu, tất cả những màu da người thì hiện giờ trong trang điểm mọi người đang rất là ưa chuộng, nhất là ở Việt Nam. Tôi nhận thấy ai ai cũng bắt đầu hỏi nhau là ô, muốn trang điểm tông màu tự nhiên. Đúng rồi, thì bây giờ họ xu hướng khi mà các bạn muốn đi dạo phố và đi trang điểm tự nhiên thường họ sử dụng màu đất, cam đất hoặc là hồng đất, đó những màu nó thiên về thiên nhiên nhiều hơn, nâu kiểu vậy, nó không còn là kiểu bóng nhảy hoặc là những cái màu hồng chóe hay là cam chóe như những năm về trước. Tại sao năm nay những cái tông màu tự nhiên và đối chọi lại là những cái tông màu vô cùng nổi bật như thế lại trở thành cái xu hướng của năm 2021? Thì chúng ta có thể nhìn thấy là trang điểm càng ngày nó càng trở thành đời thường hơn. Còn với sân khấu thì là cái chỗ mà mọi người, những việc không làm được ngoài đời thường thì mọi người tôi đoán là sẽ đưa nhiều lên sân khấu. Cứ nghĩ đi, một cung thì mẫu rồi lại cũng trang điểm những cái tông màu tự nhiên nữa thì vô tình trông nó rất là bình thường chẳng hạn. Thì khi mà lên sân khấu hoặc là lên sàn diễn hoặc lên chụp hình bìa báo vân vân thì mọi người lúc đấy các gọi là chuyên gia trang điểm họ thoải mái được sáng tạo. Thì nó bám sát theo xu hướng thời trang là gì? Chúng ta nhìn thấy xu hướng thời trang những năm nay, xu hướng thời trang của những năm 60 này, xu hướng thời trang của những màu phát quang này, xu hướng thời trang của những thứ gì 90, rộng rãi của thập niên 90 hoặc là với những cái thứ lấp lánh của disco đó, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng vào trang điểm. Trong lĩnh vực trang điểm hay những người làm thuật, người ta muốn làm cái gì đó cho cuộc sống nó sống động hơn, như khi nhìn vào cảm thấy vui hơn, là cảm bắt mắt hơn. Tôi rất là thích khi mà chúng ta đi ngược là xu hướng nó phát triển từ đâu, đúng không ạ? Thường thì chúng ta biết rằng là xu hướng nhiều khi là do các nhà thiết kế, các cái nơi gọi là tạo ra xu hướng, họ sẽ set up là chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái thứ mang tính tự do thì sẽ được lên ngôi, đúng không? Như chúng ta đều biết thì cái xu hướng âm nhạc cuối những năm 70, đầu những năm 80 là âm nhạc disco đang rất thịnh hành, đang quay trở lại với toàn cầu. Thì rõ ràng đấy là mong muốn của mọi người hướng tới một thứ gì nó sôi động, nó freestyle, nó vui vẻ hơn. Thông điệp tích cực hơn cho những năm sắp tới, đúng không ạ? Đi kèm với xu hướng trang điểm bây giờ là những màu rất là nổi bật như thế. Thì không biết là thời trang có thay đổi gì để có thể đáp ứng được với cái xu hướng trang điểm này không? Mình nghĩ là sẽ có hai khía cạnh ở đây. Một là bạn mặc để nổi bật sự trang điểm thì bạn hãy chọn những bộ quần áo làm sao để cho cái lớp trang điểm của bạn trở nên nổi bật nhất. Hai là trang điểm và quần áo đi tông với nhau, nhưng mà thường hai thứ đi tông với nhau cùng tiếng nói thì tôi nghĩ là nó sẽ mạnh hơn ở việc chụp hình hoặc là sân khấu. Chứ còn nếu mà một người bình thường mà đã trang điểm rực rỡ rồi thì nếu mà muốn mình cực kỳ thu hút thì hãy ứng dụng thôi. Tôi nghĩ như vậy. Thời trang là thứ bọn mình có thể quyết định được là mình muốn nổi bật hơn cái lớp trang điểm hay là mình chỉ là một yếu tố để lớp trang điểm trở thành nhân vật chính. Điều đó bạn sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ. Mình nghĩ cái vấn đề đó là nếu mình cần phải hài hòa với nhau. Như kiểu là khi mình mặc bộ đồ nó lấp lánh nhiều màu sắc quá thì mình cũng nên tiết giảm cái phần trang điểm lại.
Còn nếu mà mình thích kiểu mình nổi bật trong đám đông vào bữa tiệc thì mình có thể mình làm rực rỡ lên, mình có thể đánh một lớp son đỏ nóng bỏng lên kiểu vậy, hoặc một làn da căng bóng kiểu vậy, là mình sẽ cảm thấy rực rỡ hơn rất nhiều. Với hai vị khách mời thì mọi người sẽ chọn dựa vào trang phục để chọn trang điểm hay là dựa vào trang điểm để chọn trang phục ạ? Cái đó cũng tùy chứ. Ví dụ như là khi mình đi đến công sở, khi mình trang điểm lè lẹt hoặc dày quá, hoặc là những cái lớp trang điểm nó nặng nề quá, khi mình làm việc với đối tác mình cần, người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm như mình nhìn mình bị giả, đó là như thế, thì mình có thể cho một lớp trang điểm nhẹ thôi và là một cái line mắt vào lòng là sợ ok, anh nghĩ là như thế. Tôi thì luôn phân biệt là sẽ chia giống như quần áo cũng sẽ chia làm ban ngày và buổi tối, đúng không? Trang phục mình cũng phân biệt là day wear và night wear, thì trang điểm tôi cũng nghĩ vậy. Ban ngày thì trang điểm như thế nào? Thường về ban ngày chúng tôi sẽ hay khuyên mọi người, bạn bè, khách hàng đều là sự nhẹ nhàng và sự tự nhiên. Và quần áo có thể lúc đấy bạn sẽ đi theo cái lớp trang điểm tự nhiên rồi thì quần áo bạn có thể nổi bật hơn. Còn buổi tối là lúc bạn, tôi hay gọi là tha hồ, bung xõa, muốn làm gì thì làm. Và càng rực rỡ cũng được, quần áo bạn lấp lánh rồi thì trang điểm bạn cũng có thể làm đậm được. Và là mình đi xem những show thời trang cũng thế, mình cũng phải nên có một cái size của mình đi bước vào, để cho mọi người còn nhìn bảo là mình có am hiểu về thời trang. Đúng là không chỉ là quần áo mà cái make up nó cũng trở thành một cái bộ giáp. Ở trong mọi tình huống thì chúng ta cần phải mặc những bộ giáp phù hợp cho từng hoàn cảnh, đúng không ạ? Cái xu hướng nào thì chúng ta có thể áp dụng được cho người châu Á và người Việt Nam? Thường thì xu hướng trang điểm mà người Việt Nam mình thấy áp dụng sẽ là lấy từ Hàn Quốc là chính. Thì kiểu người Hàn Quốc thì nét cũng là tương đồng với người Việt Nam mình, và mình nên càng đánh nhẹ và mỏng để là mình lớp trang điểm mình nó không bị nặng á, khi mà mình ra mồ hôi nó không bị chảy xuống. Và cứ tưởng tượng mình lấy một lớp nền dày xong rồi lúc mình cứ ngồi đi ra ngoài trời ở nắng nó sẽ đổ mồ hôi xong chấm chấm thì cái lớp mình nó vỡ ra thì rất là ghê. Như thế bây giờ mình nên là tiết giảm cái phần nền lại cho nó mỏng mịn thôi, là nhưng mà tốt nhất là mình sẽ làm sao để mình có một lớp chống nắng để bảo vệ làn da mình là tốt nhất. Đấy là chúng ta đang nói về các kỹ thuật trang điểm. Vậy thì còn màu sắc thì sao? Tôi thấy combo chọn màu thì khá dễ dàng. Các bạn hãy chọn cho mình một điểm nhấn trên gương mặt trước, đúng không ạ? Nếu mà bạn chọn là mắt thì các bạn có thể dùng những màu mắt như màu xanh lá cây, màu tím để làm những cái line thật là bất ngờ ở trên gương mặt bạn. Nhưng tất cả mọi chỗ khác bạn phải triệt tiêu màu đi. Nghĩa là giống như là tưởng tượng là tất cả môi này, má hồng đều phải nhạt để cho cái màu mắt nó trở thành một cái thứ đặc biệt. Hoặc là bạn chọn combo tất cả những màu liên quan đến tông màu da, màu tự nhiên là nâu, cam, cam, đúng không ạ? Hoặc là nếu mà bạn thích trông gọi là siêu tự nhiên thì chỉ chọn một chút màu hồng nhẹ ở màu môi để tất cả mọi thứ nhìn vào chỉ nhìn thấy mỗi cái môi của bạn trở nên nổi bật. Xu hướng trang điểm của Việt Nam thì bây giờ chúng ta thấy dịch chuyển dần sang câu chuyện là chọn điểm nhấn, chứ không phải là tất cả cùng đua trên sắc hoa lá, cùng tất cả đều phải có màu, mà mọi người bắt đầu đang hàng ngày hàng giờ làm nó trở nên tinh tế hơn. Thì mình thấy đa phần như kiểu các những cái make up artist bây giờ họ sẽ làm cho khách hàng, hoặc là thì họ sẽ cần cái phần set nền đó, cái phần set mặt cho họ làm sao nhìn nó kỹ và nhìn nó mặt nó sẽ gọn, nó không bị kiểu mình cái mặt cứ bị phẹt ra là như thế, là họ sẽ rất kỹ cái phần đề phần highlight đó là như thế. Còn lông mày hoặc là những cái phần mắt thì họ sẽ tiết giảm, cái giả lông mi sẽ không được, không gắn nhiều, nhưng mà phần line mắt chắc chắn sẽ có để cho mắt mình sẽ nét hơn. Đó như thế. Có rất là nhiều người hay hỏi tôi là tại sao trang điểm ở trên các mạng xã hội đẹp thế, sao ở ngoài làm không làm được. Mà mình nói với các bạn một điều là giữa quay hình và việc bạn gặp ở ngoài đời thường là một trời một vực. Cái ánh sáng rồi cái máy quay rồi những cái app phụ trợ nó đã biến bạn trở thành một người khác. Và đó là lý do là trang điểm khi mà lên hình và trang điểm ra ngoài đời khác nhau lắm. Bạn không thể gặp, bạn không thể tưởng tượng được tại sao một cái mặt nó như vậy. Cái người đó là họ có ăn hình hay không. Nhiều người người ta rất xinh nhưng mà khi người ta quay lên người ta không hề xinh một tí nào. Quay chụp nhưng mà có những bạn không xinh mà lúc họ quay chụp họ biết cách căng góc nhìn họ rất đẹp. Thì khi mà make up á, mình cũng cần phải có nhiều kinh nghiệm để mình làm, để mình là sao mình hỗ trợ để mình phát triển, mình cho mặt mình nó theo set, hoặc là mình biết cái góc nào xấu đẹp của gương mặt của mình để mình thay đổi. Và để biết những phong cách trang điểm vừa rồi được áp dụng như thế nào, hãy cùng chúng tôi xem phóng sự sau đây.
Tôi thấy hiện tại trend ở thế giới đó chính là màu da tự nhiên cùng với phấn mắt rất là nổi bật, đặc biệt là màu neon. Vậy thì không biết là ở Việt Nam thì cái xu hướng đó được áp dụng như thế nào ạ? Tông màu neon thì nên dùng cho line mắt. Khi mình đánh mắt xong rồi mình sẽ vẽ những cái đường line đó. Mình sẽ vạch lên line đó, là những cái vệt màu sáng tối đó trên mặt đó. Thì khi mình lên sân khấu nó tạo sẽ tạo ứng, khi đèn nó bắt vào nó sẽ chuyển màu cho mình. Như đang vẽ line xanh hay chuyển sang thành màu tím hoặc màu hồng kiểu vậy. Nó là những cái tông màu đó thôi. Để cho mình áp dụng làm ngoài đời, bật cái model của mình lên. Nếu mà mình làm ngoài đời thì chắc là chỉ dùng áp dụng vào những đường line để cho nó hơi bật lên, hoặc là một đường line dày xong rồi sau đó cái kèm line có thể đen. Là mình kẻ line đen xong mình sẽ trồng một lớp line màu xanh màu tím thì thế cái trang phục mình đang mặc. Có thể là mình đi biển á, có thể mình sẽ kẻ một lớp line xanh lên rất đẹp. Tôi tò mò là không biết là kẻ đường line màu trước hay là line đen trước. Mình kẻ line đen trước xong cái đường áp đó. Tại vì thường những cái màu nâu rất là lâu khô. Đó chỉ là màu áp sau cùng để mình làm cho nó nổi lên thôi. Hỏi tại sao rất nhiều lần chúng tôi làm thất bại vì chúng tôi lại cho màu neon trước không kẻ line đen. Màu đó là màu cuối cùng, tại vì nó rất là lâu khô, khi mình phải để một lúc thì nó khô thì mình mở mắt lên được thì nó không bị dính lên trơn. Nhắc đến line mắt thì tôi có thấy ở một số những cái buổi chụp hình ở nước ngoài, mọi người sẽ hay làm những cái line mắt rất là cầu kỳ và vô cùng phức tạp. Vậy thì đó gọi là trend gì ạ? Đó, như chúng tôi vừa nói phía trước đấy là Fox Eyes đấy, là một cái đánh mắt cáo, một ca sĩ rất là nổi tiếng đúng không ạ? Đang tung ra xu hướng đấy và rất là nhiều người follow theo và giống như là trở thành một cái thứ mà bây giờ trong các cuộc thi hoa hậu mọi người đã dùng đến. Chúng tôi dịch ra tiếng Việt đi gọi là đánh mắt cáo, vì từ trước đến giờ chúng ta chỉ nghĩ đến là có smokey eyes là đánh mắt khói này, cat eye là đánh mắt mèo này đúng không, kéo thêm đuôi da dài này, và bây giờ đánh ngược lên trên này thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên gọi là đánh mắt cáo. Tôi cũng được biết luôn là người mẫu Bella Hadid cũng là một trong những người tiên phong cái phong trào mắt cáo trong những năm gần đây. Vậy thì không biết là khi nhìn mặt của Bella Hadid thì anh Thôn Nguyễn có cách làm thế nào để có thể được một cái đôi mắt như thế? Người châu Á mình thì thường sẽ không có được cái khoảng xa và sắc lực như thế. Thì mình sẽ cố gắng mình làm sao mình dán cái phần băng dính đó đây, mình để mình dán ngược đó lên. Khi mình đánh xong mình sẽ đánh hết cái màu trên đây. Thì lúc mình tháo ra cái phần line nó sẽ sắc ngược lên, nó tự lên lên mà nó rất là sạch dưới đây, nó không bị dính màu xuống đây. Đó là như thế. Xong rồi mình từ chỗ này mình kẻ line lên thôi là nó ok là xong. Mùa hè tại Việt Nam thì trang điểm trở thành một việc khá là bất tiện. Không biết là hai vị khách mời có lời khuyên gì dành cho khán giả để những người nào yêu thích trang điểm vào mùa hè người ta có thể áp dụng một cách hiệu quả được không? Phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp, không ai muốn xấu. Chính vì thế khi mà bước ra ngoài thì cũng cần phải có lớp trang điểm. Thì lời khuyên của mình thì mình không nên giữ ẩm nhiều quá. Có nghĩa là khi da khô nhưng mà mình cũng vẫn cấp ẩm vừa thôi, lượng ẩm vừa phải thôi. Xong rồi sau đó mình sẽ dùng lớp chống nắng để mình chống bề tiêu UV, nhưng mà bây giờ thì cũng có rất nhiều loại cushion để cho dùng cho mùa hè mà không trôi. Thì khi mình dùng một lớp mỏng thôi, khi mình ra mồ hôi thì mình cứ dặm lên được, và sau đó mình cứ up thêm một lớp nữa lên được, chứ đừng đánh foundation mùa này rất là dày á, làm cho da rất là bị bí, rất là khó chịu. Rất là nhiều bạn trẻ sẽ lựa chọn cho mình tông trang điểm, bạn có thể lựa chọn tông nóng hoặc là tông lạnh phù hợp với tính cách, phù hợp với cảm xúc của bạn. Tôi nghĩ đấy là một thứ rất là hay để các bạn có thể gọi là, bọn tôi hay nói đùa là break the rule, là phá vỡ quy tắc. Mình chọn một thứ mình yêu thích, có thể ngày vui mình sẽ chọn nhiều tông ấm nóng, đỏ nâu vàng đúng không ạ? Còn những ngày buồn thì sẽ chọn những tông lạnh chẳng hạn, ví dụ như là xanh tím và xanh lá nhiều. Mình thấy tốt nhất là phụ nữ có nên nhiều son là thấy ok. Tại vì màu son nó cũng thể quyết định vào những cái tâm trạng của mình đó. Khi mình vui thì mình sẽ đánh son những cái màu rực rỡ lên, quá buồn mình đánh những son trầm xuống thì tạm giác mình hơi chiêu kiểu vậy. Thì cũng rất là hay. Và một lời khuyên cuối cùng chắc chắn rồi, hãy nhớ rằng là giữa ban ngày và buổi tối là một sự khác biệt. Hãy chọn một cái tông trang điểm nào cho ban ngày để bạn vừa dễ chịu và người khác cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Đúng là giống như quần áo thì ngay cả trang điểm nó cũng đem lại cho đến người xem, người chứng kiến nó một thông điệp đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ quan điểm chuyên môn của mình. Hy vọng qua cuộc trò chuyện vừa rồi các bạn đã có thể chọn được một xu hướng cho chính mình và qua đó tạo được một phong cách cho cá nhân. Với Let's Style, một điều luôn đúng đó chính là chỉ cần một chút thời gian và kiên nhẫn, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được phong cách của bản thân mình. Và hãy đừng rời mắt khỏi màn hình, bởi vì ở phần cuối của chương trình chính là tiểu mục Let's Go. Nào cùng dịch chuyển.